Chào mừng các bạn đã quay trở lại Blog Radio, được phát sóng trên kênh YouTube East Riders vào thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Mình là East Riders. Và trong chương trình hôm nay, mình xin gửi đến các bạn một chủ đề mà chắc rằng trong chúng ta không một ai là không trải qua. Và đã biết được đó là chủ đề gì, mời các bạn lắng nghe câu chuyện sau nhé. Chuyện kể rằng, một người nọ sau khi từ giã cõi đời và được về bên Thượng Đế, anh ta mạo muội xin phép Thượng Đế cho anh ta được sống lại một vài giai đoạn trong đời anh ta. Sau khi suy nghĩ và thấy anh này cũng có một lời đề nghị hơi lạ, Thượng Đế đã đồng ý. Anh ta xin tiếp: "Thưa Ngài, sau mỗi quãng đời, xin cho con được dừng lại và về gặp Ngài để hỏi một vài thắc mắc có được không?" Thượng Đế cũng tỏ vẻ vui lòng ân thuận. Vậy là người này trở lại kiếp người. Một, anh ta làm lại một cậu học trò với bao bận rộn với việc học hành, nhưng cũng không ít vui chơi hồn nhiên giải trí. Nhưng khi phải vượt qua những kỳ thi, thì cậu học trò đó lại tỏ ra lo sợ. Cậu ta lo sợ bị thi rớt, sợ bị điểm thấp, sợ bị chúng bạn chê cười. Cậu ta xin dừng lại cuộc đời tại đó và đi hỏi Thượng Đế: "Thưa Ngài, tại sao con phải lo sợ những chuyện thi cử? Con lo sợ chúng vì con đã nhìn cuộc đời của con như thế chỉ có những chuyện thi cử mà quên đi những chuyện khác xung quanh con." Thượng Đế trả lời. 2. Anh ta trở lại dương thế và tiếp tục làm người. Giai đoạn này, anh ta có người yêu, lập gia đình, có con và tưởng chừng như anh ta đã vượt qua những nỗi lo sợ của thời trẻ con. Thế nhưng, anh ta vẫn lo sợ. Anh sợ vợ anh phản bội, con anh không đủ sức khỏe, công việc làm ăn không ổn định. Anh dừng cuộc đời lại và tiếp tục đi hỏi Thượng Đế: "Thưa Ngài, dù biết rằng con đã không nhìn cuộc đời như trước đây nữa, nhưng sao con vẫn lo sợ?" Thượng Đế đáp: "Con lo sợ vì con muốn sở hữu chúng vĩnh viễn. Con không muốn bị mất chúng. Con nên nhớ, điều gì con càng muốn nắm giữ, thì con càng lo sợ chúng bị mất đi." Trở lại cuộc sống dương thế lần thứ ba, giờ đây ở tuổi cao niên, sau bao tháng ngày sợ hãi, lo lắng, ông già trong bình an và chấp nhận hơn. Ông không lo sợ bị mất vợ và lo lắng cho con cái như trước đây. Nhưng trong tâm thức ông, một nỗi lo âu, sợ hãi vẫn ám ảnh ông. Nỗi lo sợ của ông không còn là nỗi liên quan đến cơm áo gạo tiền như trước đây nữa, nhưng ông lại sợ bị lãng quên những công trạng của thời trai trẻ. Ông lo những thành quả ông góp cho đời sẽ bị mất dấu tích. Kỳ lạ thay, ông lại lo không còn được cảm nếm những nỗi lo sợ của thời học trò, của thời thiếu niên, của người thanh niên mà ông đã trải qua. Ông quá tò mò nên quay về hỏi Thượng Đế: "Thưa Ngài, tại sao những điều lúc trước làm con lo sợ, thì bây giờ con lại sợ không còn được cảm nếm những nỗi sợ ấy nữa?" Thượng Đế đáp: "Con yêu, chừng nào con còn sống trong quá khứ, muốn quay trở lại quá khứ, và chừng nào con còn lo nghĩ về tương lai, con muốn làm chủ lấy tương lai, thì con còn sống trong sợ hãi." Cha không có quá khứ, cha không có tương lai, cha chỉ có hiện tại. Nơi nào không có hiện tại, nơi đó không có bình an. Đến đây hẳn các bạn đã đoán được dòng cảm xúc chủ đạo mà chương trình mang đến hôm nay là gì rồi chứ ạ? À? Vâng, đó chính là những nỗi lo trong cuộc sống.
Các bạn thân mến, nếu sinh mệnh con người như bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Y Vân, 60 năm cuộc đời, thì có phải chăng cứ mỗi 20 năm đầu, 20 năm sau và 20 năm cuối mà tác giả viết chính là chỉ những khoảng dừng mang nảy nỗi lo lắng của con người giống như câu chuyện trên? 20 năm đầu lo lắng cho tương lai, đứng trước ngưỡng cửa đại học nhưng lại không biết bản thân liệu có bước qua được hay không. Thi đậu rồi thì ra trường sẽ làm gì? Thi rớt rồi phải sống ra làm sao? Đối với người xem đại học không phải là con đường duy nhất, vậy con đường thứ hai sẽ là gì? Đi tiếp như thế nào đây? Con tim đập những nhịp đập chậm rãi, sầu muộn. 20 năm sau, nỗi lo cho gia đình, cho chồng vợ, con cái lại bủa vây. Nào cơm áo gạo tiền, nào vợ chồng có thủy chung, con cái có ngoan hiền. Con tim phập phồng mãi không yên. 20 năm cuối, đối diện với tuổi già, với bệnh tật, với những năm tháng thời trẻ, giờ chỉ còn trong tiếc nuối. Với nhiều thứ phải đối diện, mà dù có lo lắng đến đâu, cũng lật mất tổng tâm. Con tim dường như trở nên không còn sức lực nữa. Còn bạn thì sao? Có bao giờ bạn nhận ra bản thân đang lo sợ chuyện gì hay chưa? Mà thật ra thì bạn cũng không cần phải thống kê những chuyện tầm phào như thế. Cứ quẳng gánh lo đi mà vui sống. Và trong trường hợp, bạn cần có những phương pháp cụ thể để học cách quẳng gánh lo đi và vui sống, thì hãy tham khảo những cách sau đây nhé. Một trong những lý do để dẫn đến lo lắng, sợ hãi chính là sự căng thẳng. Giảm bớt căng thẳng, chúng ta có cái nhìn rộng hơn, lạc quan hơn và rồi nỗi lo cũng ít quấn vào bạn hơn. Cùng thử nhé! 1. Có kế hoạch trước. Thời gian là một cái gì đó không thể kiểm soát được và tiền cũng không thể mua được. Thiếu thời gian làm việc hay bạn không sắp xếp thời gian làm việc hiệu quả có thể khiến bạn cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Do vậy, việc đảm bảo kế hoạch và thời gian một cách hiệu quả giúp cho bạn đủ thời gian để có thể xử lý tình huống và mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Điều đó giúp bạn luôn vui tươi và thoải mái nhất. 2. Cần có sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn chính là chìa khóa để giữ cho bạn cảm thấy bình tĩnh trong những tình huống tồi tệ nhất. Với những kế hoạch bạn cần phải có thời gian và chắc chắn rằng bạn không thể vội vã làm nó ngay được. Điều quan trọng là bạn cần giữ được sự kiên nhẫn để có thể hoàn thành tốt các kế hoạch đặt ra. 3. Không bao giờ mất hy vọng. Hy vọng sẽ mang tới cho bạn sức mạnh, giúp bạn đẩy lùi những căng thẳng, mệt mỏi. Đối với những người không bao giờ mất hy vọng, họ ít khi lo lắng về bất cứ điều gì. Họ sẽ luôn cố gắng cho dù việc họ đang làm có kết quả ra sao. Do vậy, họ luôn luôn hy vọng rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn. 4. Đối mặt với vấn đề của bạn. Bạn hãy can đảm và đối mặt với các vấn đề của bạn thay vì bạn tìm cách trốn chạy chúng. Nếu bạn đang tìm cách trốn tránh những vấn đề đó, bạn sẽ luôn luôn cảm thấy lo lắng về những điều đó. Đấy không phải là một điều tốt cho bạn. Do vậy, thay vì trốn tránh, bạn hãy đối mặt với những vấn đề đó để tìm cách giải quyết tốt nhất để có được cuộc sống thoải mái nhất. 5. Giải quyết vấn đề tại một thời điểm. Ai cũng có những vấn đề riêng, tuy nhiên có một số người đối phó chúng hay có khá nhiều người giải quyết chúng một cách dễ dàng. Thế nhưng, khi bạn phải đối mặt với khá nhiều vấn đề tại một thời điểm nên giải quyết và kiểm soát nó để có thể giải quyết chúng tốt nhất. Đồng thời, bạn nên xem xét một vấn đề tại một thời điểm và tìm các giải pháp phù hợp nhất. Và một lúc nào đó, bạn sẽ cảm thấy tất cả các vấn đề của bạn đã giải quyết và cuộc sống của bạn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. 6. Nói chuyện với một người nào đó. Nếu bạn cảm thấy bạn đang chịu quá nhiều gánh nặng và quá nhiều sự căng thẳng, thì bạn hãy nói chuyện với một người bạn hoặc thành viên gia đình bạn biết sẽ giúp bạn cảm thấy tốt hơn. Nó sẽ giúp bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ngoài ra, nó có thể giúp bạn trong việc phân loại các vấn đề của bạn đấy. Việc tâm sự với một người đáng tin cậy là tốt hơn rất nhiều so với việc bạn giữ kín trong lòng. Chính việc giữ kín trong lòng sẽ khiến bạn cảm thấy khó chịu. 7. Chấp nhận sự mơ hồ. Không phải tất cả mọi thứ bạn sẽ làm theo cách bạn muốn nó. Với mỗi lần như thế,
cách tốt nhất là bạn chấp nhận mọi thứ theo cách của họ, chứ không phải căng thẳng để có thể thay đổi chúng. Bạn sẽ không quá lo lắng về việc đó và sự không chắc chắn về những việc nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. 8. Hãy suy nghĩ tích cực. Thường thì mọi người có xu hướng tưởng tượng ra những kịch bản tồi tệ nhất. Điều này thật sự vô nghĩa. Nếu nó thực sự không làm cho bạn cảm thấy tốt hơn, nó chỉ buộc bạn phải tưởng tượng thay vì tập trung vào những tình huống xấu nhất xảy ra. Bạn nên tập trung vào những gì tốt nhất và hãy suy nghĩ tích cực để không cảm thấy lo lắng cho cuộc sống nữa. 9. Yêu cầu giúp đỡ. Nếu có những tình huống bạn không thể xử lý riêng, bạn có thể yêu cầu sự giúp đỡ của những người khác. Thường thì mọi người thích làm những việc một mình thay vì yêu cầu những người khác. Điều này có thể làm tình huống thêm xấu đi. Không ai có thể xử lý tất cả mọi thứ. Và nếu bạn cảm thấy rằng bạn cần sự giúp đỡ, thì hãy nhờ sự trợ giúp từ phía bạn bè, giúp cho mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Điều này cũng khiến bạn hạnh phúc hơn rất nhiều. 10. Quên đi quá khứ. Hãy bỏ lại quá khứ và quên nó đi nhé. Lúc này bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều đấy nhé. Việc lo lắng vì những gì đã xảy ra sẽ phá hỏng hiện tại và ngăn chặn đi những cơ hội mà bạn đang có để có được một tương lai tốt nhất. Thay vì sử dụng các bài học của bạn trong quá khứ, bạn nên tập trung vào hiện tại để đảm bảo được một tương lai đầy hứa hẹn. 11. Đắm mình bởi những người tích cực. Bạn hãy luôn giữ cho những người bạn luôn ở bên mình để làm cho bạn cảm thấy thật sự hạnh phúc. Với những căng thẳng và các vấn đề không cần thiết trong cuộc sống sẽ được chia sẻ bởi những người bạn của bạn đấy nhé. Họ không làm cho cuộc sống của bạn tốt hơn, nhưng họ sẽ giúp bạn cảm thấy bớt lo lắng đi rất nhiều. Hãy tìm những người bạn để giúp bạn cảm thấy yêu đời hơn. 12. Hãy thực tế. Trong khi điều quan trọng nhất đó chính là ước mơ, bạn muốn một cái gì đó và suy nghĩ chúng một cách thực tế và thông minh. Do vậy, bạn nên sống thực tế, không ngừng mơ ước để giúp cuộc sống tươi đẹp hơn. 13. Hãy dành thời gian một mình. Bạn có thể dành thời gian một mình để suy nghĩ về những việc đã qua, như bạn có thể thực hiện các hoạt động như thiền, nghe nhạc, du lịch, bơi lội, khiêu vũ, vân vân. Có khá nhiều cách giúp bạn thực sự bình tĩnh và cảm thấy bình an. Những lời khuyên giúp bạn loại bỏ những lo lắng, sự căng thẳng trong cuộc sống giúp bạn sống tốt hơn. Hãy chắc chắn rằng bạn có được một cuộc sống tuyệt vời, không phải lo lắng về mọi thứ trong cuộc sống nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương mục lần sau. Bye bye!